ghe đang bơi lên nha các bạn. Rồi chuẩn bị tăng tốc rồi các bạn. Đó. 4 phút cuối. Rồi tăng tốc rồi. Tung nước rồi, tung nước nha các bạn. Đầu tung nước. Rồi chuẩn bị xuất phát nha các bạn. Đội ghe nào đây? Mấy này không? Về ba. Đó. Lướt, bắt đầu lướt các bạn. Xe vỏ. Rồi các bạn, đây thêm một ghe đang tăng tốc. Bây giờ ở đây thì hai ghe này hồi nãy mới vừa lại nè các bạn, bây giờ chắc có thể anh em test thử với nhau luôn. Rồi nào đây các bạn, đang chuẩn bị mới đầu quay đầu, đang quay đầu chuẩn bị tăng tốc. Còn đây thì hình như là
đội gì, đội gì hai nãy nè các bạn, màu tím nè, ở Cần Giờ 2 hay gì quên nha các bạn, mình nãy có nhớ mà quên, trang phục màu tím. Rồi vậy thì cặp này anh em đang tư thế chuẩn bị xuất phát. Rồi xuất phát nha các bạn, để ba thử luôn. Đều rang luôn, rồi gà bánh cũng đầy ba luôn. Hai ghe này là chung một đơn vị. Để ba cái còi tung nước kìa, hải hồn rồi. Wow, trời luôn, ok à. Cũng tiếp chưa? Cũng tiếp. Cầm đinh. Đã các bạn ơi, con mỏ tung nhé. Đúng là dày đặc trên dòng sông luôn nè. Có tớp ghe cũng đang lại nữa. Rồi ghe này thì chắc tấp vô à. Đà, rồi bây giờ tới ghe màu vàng. Ghe trong trang phục màu vàng đang ra quân nữa nè các bạn. Quá à, gọi khúc trên gọi xiếc dày đặc cái trển trên. Tung nước ở trên cả các bạn. Quá đang xiếc cái trển quá trời trển kìa. Quay đầu, vậy là ghe này quay đầu lại đây xuất phát cho lên. Ghe màu đỏ này thì anh em cũng đang bay lên. Mới bơi lên nãy các bạn, bây giờ quay xuống lại có phải không đó. Bây giờ mình không nhớ ghe hết đâu nha các bạn ơi, vui lắm, nhiều ghe có khi bơi qua rồi mình cũng không nhớ luôn. Chăm pha đang tăng tốc cho xuống các bạn.
Bích đã ra tới sông các bạn. Bút Bích mới vừa tới xong luôn. Wow, hải hồn với cái ghe bốn mặt kìa các bạn. Xuông đột luôn các bạn, nó dài mới đi vô kìa. À, lù lù đi ghê không? Ừ, dằn với cái ghe. Ghe này cũng không thua gì luôn á, dài á, hai ghe hải hồn. Quá trời. Ồ, có ghe, ghe nào đang tăng tốc có dưới lên kìa. Ồ, sáng nước luôn rồi. Ok các bạn. Rồi còn đây thì bên đây Champa 2 đang xuất phát lại. Rồi, đội ghe cũng đang bơi nữa mà. Xé nước kìa. Cô kẻ tiếp em có bao tạp cái đấy hay là hay là tiếp tục hình như là ghe bốn mặt. Hết thòm có đội hình ghe này. Ghe nào đây các bạn, trang phục màu xanh Champa, rồi Champa 1, hồi nãy thì Champa 2.
vậy nè các bạn. Rồi vậy là trăm pha một xuất phát luôn, xuất phát phía dưới luôn các bạn. Là xuất phát phía dưới luôn. Đây rồi, đẹp ai nha các bạn, trăm pha một. Rồi tiếp tục ở đây thì đội ghe cũng đang có tư thế chuẩn bị xuất phát. Xuất phát. Rồi ra màu xanh ở trên đó cũng đang xuất phát luôn. Tụng nước ở trển ngủ quá trời, còn cái trang phục màu xanh dầm xanh luôn. Rồi tiếp tục ở đây ba ghe, anh em cũng đang bơi các bạn, đang so kẻ nhau luôn. Quá trời luôn chưa. Còn trước mặt mình thì trăm pha. Thắng kìa. Đang tăng tốc xuống mà ghe. Hai chiếc ghe trăm pha và hình như là sàn ke. Anh em đang quay ngang buộc anh em dừng chân. Trên sông mới chơi luôn cái này quá. Rồi tiếp tục bơi. Yeah.
biết nữa kìa. Em bên đội tôm nước khép mình lại. Ồ rồi có đội trắng tôm nước hải hộp chưa. Cũng kịp rồi, bây giờ thì đội tôm nước chuẩn bị ra. Rồi tiếp tục làm như ở đây có hai ghe cũng đang cho kẻ nhau luôn hay gì đây các bạn. Đó, bây giờ ghe cũng đang chuyển lại nữa nha, quá đông rồi, hôm nay ngày 12 mà đông dữ kìa. Bà áo xanh tăng tốc kìa. Cho kẹ lên luôn các bạn. Ừ. Ghe chảy giữa luôn hả? Trời chảy giữa luôn. Thôi rồi. Quá trời. À, hai ghe đang cho kè. Rồi vậy thì hai ghe này hồi nãy mình tưởng cho kè nhưng không có cho kè. Bơi trước bơi sau các bạn đã ở xa mình thấy vậy ha. À, đúng là bữa nay dạy ở tại trong Bắc Lô luôn nha, dữ lắm, đông luôn. Thì một số anh em đã tập trước thì cũng đã có một số anh em rút về. Đây thì một ghe quét bít lại nữa đây các bạn. Ghe lại hồi nãy lại trước ghe rồi giờ tiếp tục lại thêm một ghe nữa. What bit đương kim du lịch 2022. Đang tăng tốc các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi còn ở trên đó thì cũng đang một ghe đang test xuống nữa nha bạn. Tăng tốc kìa. Rồi quýnh phút cuối rồi. Ra quân thêm mình như là mình thấy trang phục màu xanh này cũng mới ra nữa đó nha các bạn. Còn ra này thì anh em test nãy giờ chắc có thể là anh em đã vào nghỉ tăng hay là nghỉ mệt luôn thì không biết. Đây cũng không biết của đội nào luôn. Nhiều đội quá mình không nhớ hết đâu nha các bạn. Rồi đây các bạn tiếp tục. Ghe này lướt thấy mê trời. Anh em thả lại gai thôi mà tối đi. Đó, bắt đầu mới tăng tốc nè. Ủa kìa. Dữ vậy? Rồi đâu? Hai hồn luôn. Rồi, còn đây tiếp tục cũng một ghe đang lướt nữa nè các bạn. Nước rút quá à. Mê luôn trời.
Wow, năm nay ga nào ga nấy đi hải hồn đi. Tăng tốc đây các bạn. Rồi, ok. Các bạn cũng đã thấy hiện tại ở đây có một cái đội hình quá trời đẹp với cái trang phục. Wow, cái màu xanh nó nổi các bạn ơi, nó đẹp hải hồn luôn, sáng rực trên vòng trong luôn á. Anh em xuống ngồi một cái là nó nổi sáng ghê luôn, màu quá đẹp. Thì đội hình này thì anh em cũng mới xuống chuẩn bị để ra quân. Đó, đang ra quân có tư thế nha các bạn. Mình cũng không biết của ghe ngò của chùa nào luôn nha. Quá đẹp luôn cái bộ đồ. Rồi ra quân đó các bạn. Rồi ghe đang ra quân nha. Tiếp tục test xuống các bạn. Xuất phát. Wow. Ôi vô kìa. Tôi thấy mê gì ta. Ok các bạn. Hải hồn vậy. Nội nhảy luôn. Wow. Wow. Tung nước luôn. Thank you.
300 pha. Gà này. Rồi đây các bạn, cái đội hình của anh em đang bơi xuống quá ấn tượng. Đó, bây giờ anh em đang sắp sửa tăng tốc, chuẩn bị tăng tốc các bạn. Được. Wow, xiết. Ăn tóc. Bụng nước rồi. Chuẩn bị xuất phát tiêm lần 2 nữa nha các bạn. Hồi nãy anh em mới test được một quận, đi xuống rồi đi lên, bây giờ tiếp tục là cho lại lần 2.